Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mình đi khám phá cái tựa game Kanagotatis thì sắp được nhập thành Hồng Hà Game mang về Việt Nam nha các bạn. Thì đây là mình trải nghiệm một cái bản si, mình sẽ để link tải ở dưới phần mô tả hoặc và ở dưới phần bình luận, các bạn có thể tải về, bấm vào đó tải về để trải nghiệm trước cùng mình. Ok, giờ thì mình sẽ nhấn vào, mình sẽ vào trò chơi. Thì tại đây thì trò chơi này sẽ là một cái trò chơi chiến thuật nha các bạn. Thì nhìn chung khi mới vào nó sẽ có một cảnh các chuyện như thế này, nhìn chung thì cũng khá là đẹp mắt, nhưng mà mình sẽ bỏ qua nó. Đây là cái cảnh chiến thuật của cái trò chơi này, nó sẽ đánh là loạn xạ như này. Như các bạn, đây là cái nó hướng dẫn sử dụng chiêu thức. Thì thay vì các bạn như các tựa game chiến thuật khác là bạn chỉ cần nhấn vào avatar của nó thì nó sẽ tự động ra chiêu thức, nhưng còn đối với này thì các bạn phải kéo thả như các bạn và phải kéo vào cái ô quái vật thì mới thể trúng nó được. Ở đây thì bạn sẽ được hóa thân thành một cái nhà huấn luyện để huấn luyện quái thú. Thì tựa game này chung thì cũng kế thừa dựa trên cái tinh thần của IP Kanagot Online thôi các bạn, vô cùng nổi tiếng từ cái Hàn Quốc. Thì đồ họa của tựa game này thì khá là đẹp, với đồ họa là 2.5D LED nha các bạn, với phong cách là đồ họa anime TV vô cùng đẹp mắt. Thì tại đây thì các bạn cũng có thể được chiêu mộ, đây là cái tính năng chiêu mộ nha các bạn. Thì bạn có thể sở hữu được khá là nhiều các quái thú khác nhau và hướng dẫn cũng như là nâng cấp chúng. Giờ thì mình sẽ đặt tên. Đây là tính năng chiêu mộ. Giờ cũng như các tính năng siêu mộ của các nhân thể tướng khác thì nó cũng giống như quay ra cha thôi các bạn, thì đều có tỷ lệ hết và mỗi quái thú đều có một cái phẩm khác nhau như là phẩm A, B, C, S, S, G, vân vân. Thì đặc biệt hơn là khi quái thú của bạn đạt được cấp chỉ số sức mạnh cần thiết thì bạn có thể mang đội hình đi giao đấu với người khác. Thì khi mới vào đầu game thì các bạn sẽ thấy được cái như các đàn anh của trước đó của mình là anh gốc Tatis thì vẫn sở hữu cái đồ họa này 3D như bạn, 2.5D thôi, gần 3D thôi chứ chưa được 3D, cùng phân tích cách là tạo hình TV dễ thương thì chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm thích thú. Thì đây là các hệ như là kéo búa bao, đây là cái di hướng tấn công, thì nó cũng hơi khác một chút với tựa game chiến thuật khác chiến thuật xuống mình thấy ở Việt Nam. Thì các vị trí ở trong game thì diễn ra trên một cái bản đồ, đây nha các bạn, mình sẽ đi kéo nó trên một cái bản đồ tự do nha các bạn, và dạng ô lưới còn có 9 ô là cực kỳ hoành tráng và đặc biệt hơn. Thì ở trong phần chiến đấu này các bạn có thể xây là 360 độ, tất cả sẽ tạo nên một trận chiến vô cùng hấp dẫn. Thì đây là cái tính năng là AFK giúp cho bạn offline nhưng mà vẫn có thể thu thập được cái vật phẩm cũng như là nguyên liệu cần thiết. Các bạn gồm 6 ô, 1, 2, 3, 4, 5, 15 ô nha các bạn. Nhìn chung thì các chi tiết nhỏ ở đây thì cũng khá là hay. Như các bạn có thể nhìn thấy kỹ thì tạo hình của nó hay là đồ họa nó đều tỉ mỉ đến từng chi tiết, kèm theo đó là gam màu sáng sẽ giúp cho game trở nên tươi tắn hơn trong mắt các bạn. Nhìn chung thì cái tựa game Kanagot Tatis này thì cũng khác với cái tựa game gốc. Kanagot Tatis sở hữu một bối cảnh khi mà
tất cả các bạn đến một vùng đất rộng lớn, nơi diễn ra cuộc chiến giữa hai đế chế khác nhau là Bastardo Empire và Argo Kitbulit. Tại đây, dưới vai trò là một trong những lính đánh thuê giỏi nhất, thì các bạn sẽ được hóa thân vào là lựa chọn hóa thân thành một cái hiệp sĩ, lựa chọn phục vụ cho vương quốc nào, hoặc là từ chối cả hai và đi trên con đường riêng của mình. Thì lối chơi của Galactic Status cũng rất là mới lạ luôn nha các bạn. Thì đây không phải là một cái trò chơi nhập vai truyền thống, mà là nơi các bạn sẽ được tự do cũng như là khám phá thế giới mới của mình. Dù các bạn là thuần dưỡng và nâng cấp hơn với 100 quái vật khác nhau và biến chúng trở thành các chiến binh trong đội thành tinh nhuệ của mình để tham gia vào những trận chiến bất kỳ, kể cả ngày và đêm. Thì các trận chiến sẽ diễn ra trên một chiến trường dạng ô như là cái bàn cờ như hệ mới đầu mình thấy nha các bạn. Thì trong đó các bạn phải di chuyển nhân vật chính và các nhân vật một cách khôn ngoan để gây sát thương cho bên đối phương, với mục tiêu cuối cùng là đánh bại kẻ địch. Bạn sẽ được phép điều khiển một tổ đội gồm một nhân vật chính và bốn quái vật xung quanh. Thì tuy nhiên thì bạn chỉ thể điều khiển duy nhất nhân vật chính tham gia trận chiến mà thôi. Thì những quái vật còn lại sẽ ở trạng thái là tự động và giúp bạn cho đến khi kết thúc cuộc chiến. Thì bạn chỉ cần chú ý đến nhân vật chính vì nhân vật chính là người sở hữu sức mạnh và mạnh hơn những người khác một chút. Trong quá trình chiến đấu, bạn cần phải nhanh nhẹn để giúp nhân vật chính của mình né được những đòn tấn công của đối thủ. Điều này là rất cần thiết cho mọi trận đấu, vì nếu dính phải quá nhiều kỹ năng từ đối phương, bạn sẽ nhận thất bại khá là nhanh. Hệ thống điều khiển ở trong game được xây dựng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần chạm và quốc hoàn thành sẽ giúp nhân vật của mình di chuyển dễ dàng. Ngoài ra bạn sẽ không cần hiện đòn tấn công, vì nhân vật sẽ tự động tung đòn tấn công mỗi khi đến gần kẻ địch. Hoặc là các bạn có thể sử dụng tính năng là auto. Thì mình nãy giờ mình đang sử dụng tính năng auto đó các bạn. Thì ở đây thì có khá là nhiều tính năng độc đáo cho bạn kết thân với cái đội game, với quái thú của mình. Thì điểm nhóm của Galactic Status là nằm ở dàn quái thú ở trong cái tựa game này. Thì cái thú bạn thể nâng cấp, bồi dưỡng cho ăn, trang bị vân vân. Thì quái thú thì không chỉ đa dạng về số lượng mà còn mang cả những hệ tộc, chủng loại và đặc trưng riêng nhằm kích thích sự tò mò của các bạn. Thì tùy thuộc vào con đường mà các bạn đã chọn thì các quái thú chiến đấu với bạn cũng sẽ thay đổi. Bên cạnh đó thì nhà phát triển còn đưa vào một hệ thống tương tác với các quái vật vô cùng độc đáo. Tại đây, giao diện quái thú sẽ hiển thị mối quan hệ và chỉ số tương tác giữa nhân vật chính và các quái thú trong nhóm. Bạn có thể nâng cấp chuyên học mặt trang bị hoặc là cho các quái thú học kỹ năng tùy thích. Và như bao tựa game nhập vai khác, đấu tướng khác thì Galactic Status thì cho phép các bạn nâng cấp trang bị của mình bằng tiền vàng kiếm được sau mỗi trận chiến. Bạn cũng có thể nhận được các quái thú mới bằng cách nâng cấp các hẻo quái thú kết hợp với một cái lượng vàng nhất định. Chính sự đa dạng quái thú sẽ giúp bạn luôn cảm thấy sự thích thú khi trải nghiệm game và không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhìn chung thì Galactic Status là một tựa game hấp dẫn khi khám phá được cái thế giới và những quái thú đáng yêu của IP Galactic Online một cách đầy sáng tạo. Thì nếu bạn là một fan cứng có dùng game nhập vai hiện thoại này và thích đề tài huấn luyện quái thú thì chắc chắn không nên bỏ qua tựa game Galactic Status này nhé. Thì nhìn chung thì tựa game này có khá là nhiều ưu điểm. Thì game pha trộn giữa RPG và chiến thuật thuần dưỡng và nâng cấp quái thú để trở thành hợp những chiến binh trong đội hình của mình, hay là những cái trận chiến PvP yêu ham đầy sôi động. Thiết kế game theo phong cách là bình hoa của Hàn Quốc. Về bối cảnh game thì nó sẽ mang đậm chất phương Tây thời cổ đại. Nhưng mà như những cái phiên bản đang đóc khác nha bạn. Mà song song đó thì tựa game này vẫn có một số khuyết điểm như ở đầu game khá là chậm rãi, hay là cái bạn sẽ khiến bạn khá là dễ nản chí nha. Cái thứ hai là
chức năng BB chưa thực sự hấp dẫn như là mong đợi. Ngoài ra thì tựa game này cũng có khá là nhiều các hoạt động. Đây là các eo quanh. Đây là phần đăng nhập 7 ngày, nhớ bạn hôm qua đăng nhập 7 ngày. Đây là quà online. Đây là thử thách phiêu lưu tốt trường Arena. Phiêu lưu Fairyland. Và có rất là nhiều cái tính năng khác nữa nha các bạn. Ok, thì để biết rõ hơn các bạn có thể tải tựa game này và tự mình khám phá nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.